Một câu hỏi nữa, xin chuyển sang câu hỏi của Phật tử. Chúng ta giảng xen kẽ ba câu của Phật tử thì lại ba câu các bạn sinh viên. Một Phật tử nữa hỏi, đây là thay mặt cho đạo tràng để xin hỏi, các Phật tử trong đạo tràng xin hỏi. Một đạo tràng có một số câu hỏi qua em Mai như sau. Câu 1, xin Thầy giảng về việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối, ý nghĩa như thế nào ạ? Việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối. Cái này Pháp Sư Định Hoằng là đệ tử Thọ Pháp, không phải là đệ tử Thế Pháp xuất gia nhé. Đệ tử Thọ Pháp của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Pháp Sư Định Hoằng sau khi được trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không cho y và một vị Hòa Thượng ở bên Hồng Kông cho xuất gia làm đệ tử của vị Hòa Thượng đó, và Thọ Pháp nơi trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, thì sau một thời gian tu học với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Pháp Sư Định Hoằng là người gì? Cực lực truyền bá cái phương pháp gọi là địa tạng chiêm sát sám hối này. Thì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám hối tôi cũng đã xem qua rồi. Tức là phương pháp gì? Trì tụng và đỉnh lễ danh hiệu của 88 vị Phật cũng như là các vị Bồ Tát ở trong đó. Phương pháp này cũng rất là tốt, cũng rất là tốt. Đây là cũng là chính pháp trong chính pháp của nhà Phật, không, chúng ta không phải nghi ngờ. Nếu quý Phật tử ở đạo tràng nào mà chúng ta hành trì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám nghi này mà chúng ta thấy an lạc, thấy hoan hỷ thì chúng ta cứ thực hành thôi, không sao. Vì là chính pháp thì đều có thể sử dụng được. Giống như chúng ta gì, đi vào nội đô, đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, nếu ở từ phía Tây Hà Nội, chúng ta có thể đi theo đường gì? Đi theo đường 32 đi xuống để vào thành phố Hà Nội. Hoặc có thể chúng ta đi theo đường gì? Đường Láng Hòa Lạc vào thành phố Hà Nội. Hoặc có thể chúng ta đi xuống một chút, đi theo đường gì? Đi theo đường từ Xuân Mai, đi ra Chương Mỹ, rồi đi ra Ba La Bông Đỏ, và chúng ta đi vào Hà Đông và cũng đi vào Hà Nội được. Hoặc chúng ta đi vòng một chút sang bên, sang bên qua cầu Vĩnh Thịnh, chúng ta sang bên Vĩnh Phúc, và chúng ta gì, đi xuống một chút vào mạn Đông Anh Gia Lâm, chúng ta cũng gì, cũng vào Hà Nội được. Ở phía Đông, phía Tây và phía Nam cũng vậy, có rất nhiều để vào gì, vào thủ đô Hà Nội. Cho nên điều quan trọng nhất đối với chúng ta tu tập phương pháp nào mà thấy tâm chúng ta an, trí chúng ta khai mở, chứ là trí tuệ chúng ta khai mở, và tham sân si tập khí xấu ác gốc rễ đó ở trong gì, trong a lại gia thức chúng ta, trong tàng thức chúng ta, dần dần nó được gì, được tiêu trừ, nhường chỗ cho lòng từ bi hỷ xả. Ngu si thì nhường chỗ cho trí tuệ, nóng giận thì nhường chỗ cho từ bi. Đó. Sân giận tức là nóng giận đó. Tham lam thì nhường chỗ cho sự vị tha, bác ái, vân vân, gọi là hỷ xả đó. Đó. Vì vậy mà ở đây cái vấn đề mà tu tập này thì quan điểm của chúng tôi á thì còn hơi khác với Hòa Thượng Tịnh Không một chút. Vì sao mà hơi khác? Chúng tôi vẫn lấy việc gì, niệm Phật cầu sinh tịnh độ là nền tảng, là căn bản, là cái đích đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi không chủ trương là gì, nhất bộ kinh, nhất câu Phật hiệu. Vì sao? Vì nếu chúng tôi chủ trương nhất bộ kinh, tức là tụng kinh theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ như Hòa Thượng Tịnh Không á, giảng á, thì ở Việt Nam chúng ta rất khó để thu phục lòng người, rất khó để nhiếp chúng, và đặc biệt là rất khó để có thể chúng ta yên tâm để hành đạo
ở trong gì? Trong đất nước Việt Nam này. Vì chúng ta phải hiểu rằng mỗi quốc độ có một cái nền văn hóa, văn minh và những cái lối sống gì khác nhau. Đó. Khác nhau đi đến rất nhiều. Khác nhau đến chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó. Nhưng chúng ta biết là Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không mới cũng chỉ có hơn chục năm nay Ngài mới chuyên nhất một bộ kinh. Còn trước đó chúng ta biết thì Ngài cũng giảng và thực hành theo rất nhiều bộ kinh, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và nhiều các kinh sách khác nữa. Và ngày trước Ngài giảng kinh Địa Tạng, kể cả bây giờ Ngài nói rằng bất cứ ở nơi đâu Ngài xây dựng đạo tràng, Ngài đều đem bộ kinh Địa Tạng để gì? Để thọ trì đọc tụng và giảng giải một lần. Khi Ngài xây bất cứ một đạo tràng ở nơi nào thì ít nhất Ngài cũng phải gì? Cho thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Để gì? Để an úy thổ địa, long thần ở nơi đó. Và để cầu sự gì? Gia hộ của các vị hộ pháp thiện thần, thần kỳ thổ địa chúa đất ở khu vực đó, ủng hộ cho việc gì? Việc hoằng pháp của Ngài ở khu vực đó. Đó. Chúng ta cứ xem lại cái bài giảng đầu tiên Ngài giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ rõ điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng quan điểm của chúng tôi hơi khác với Hòa Thượng một chút. Đó là không dùng một bộ kinh, một câu Phật hiệu duy nhất để hành đạo và hoằng pháp ở tại đất nước Việt Nam này, mà chúng tôi có thể dùng khá nhiều phương tiện. Ví dụ như là dùng, hiện tại chúng tôi đang dùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Thế Chí, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để dẫn dắt cho gì? Cho hàng Phật tử, cho bà con nhân dân thiện nam tín nữ hành đạo. Và qua 2-3 năm vừa qua, có rất nhiều Phật tử và thiện nam tín nữ cũng như bà con nhân dân, họ thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ giải quyết được rất rất nhiều những gì? Những mâu mắc, những khổ đau. Và những cái việc mà ở trên cuộc đời này họ thấy gì? Thấy là bế tắc. Thì khi đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, họ đều vượt qua được tất cả những cái đó. Và họ tin vào Phật. Họ vượt qua được thì họ liền tin vào Phật. Điều quan trọng là gì? Đức Phật nói với chúng sinh chúng ta, điều quan trọng là gì? Chúng sinh tin Phật. Một vị hành giả, một vị xuất gia, anh hoằng pháp nào gì, anh hoằng bộ kinh nào, đối với Đức Phật không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Chúng sinh có thể nương vào bộ kinh đó mà hiểu Phật và tin Phật, và họ tu theo gì? Tu theo Phật. Và họ được gì? Được lợi ích do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Bản thân họ được lợi ích, họ tin Phật. Đó là cái đích cuối cùng của chúng ta. Nay họ hiểu Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật, thì một ngày nào đó nhân duyên lành hội đủ, quả lành gì? Chín mùi. Họ được gì? Được về với Phật. Đó là cái điều quan trọng số 1 đối với hành giả và đối với tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta. Vì vậy mà Phật tử hỏi là về việc hành trì Địa Tạng chiêm sát sám hối hay là hành trì Địa Tạng chiêm sát sám nghi đó, cái đó đều tốt cả. Các Phật tử chúng ta nếu thấy hoan hỷ an lạc, chúng ta đều có thể thực hành. Nếu còn đạo tràng chúng tôi bây giờ hiện tại, chúng tôi chỉ đang khuyến khích tăng ni Phật tử tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày, ít nhất là được một quyển thượng, hoặc quyển trung hoặc quyển hạ. Còn nếu mà trọn vẹn đó, thì mỗi ngày được cả 3 quyển thượng trung hạ, tức là chọn một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một ngày để gieo duyên với tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Đặc biệt là gì? Tri ân báo ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, thác rồi thì sẽ sớm được thoát hóa đầu thai về cảnh giới nhân thiên, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để được gì? Vĩnh viễn, sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm viên mãn tốc chứng quả vị vô thượng Bồ Đề để rộng độ chúng sinh.
Thì đó là chúng tôi hiện tại đang khuyên các Phật tử và tăng ni ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân và chùa Văn Lai, tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ, tôi phụ trách bây giờ, đều thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng cả. Còn tất cả các pháp khác, có rất nhiều các pháp tu khác, chúng tôi chỉ thẹn rằng mình không đủ trí tuệ, không đủ sức khỏe và không đủ công đức để mà gì mà giảng cũng như là thọ trì đọc tụng được hết mà thôi. Vì kinh Phật đã gọi là kinh Phật thì kinh nào cũng quý, nhưng tùy theo căn bệnh của chúng sinh mà chúng ta gì bốc thuốc. Giống như người thầy thuốc giỏi ấy, thì phải tùy theo căn bệnh chúng sinh mà bốc thuốc. Thì chúng tôi thì chưa phải là một bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng có thể là thấy bệnh chúng sinh, biết được thì nghĩ làm sao để bốc cho họ những cái gì cái thuốc phù hợp nhất để cho họ nhanh khỏi bệnh nhất. Thì cho nên chúng tôi thì khuyên là đạo tràng chúng tôi là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn tất cả những pháp khác sau này chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và giảng dạy cũng như truyền bá trong thời gian tới sau.